cho nhiêu cua gì mà cua. Ồ, 21 luôn. Tròn da luôn, lấy xuống luôn nha. Không có nấu tròn 21 này trong này quá ngon rồi, giờ sao? Bữa mua skin Việt Nam Dũng bán có 9 chục à. Nay mua skin Mã Lai bà chủ bán 220. Chú ăn thử đây. Đây là chú mua toàn mấy cái trái mà nó ngon nhất giữa con ông luôn á. Con quá. Con kém quá. Con kém quá hả? Con kém xứng đáng hả? Hai ba khách luôn kìa. Mới Mã Lai lấy về trồng à. Mình trồng nó ở đây mà chú. Từ Lai quá trời cơm luôn, trái này 469.000 nha cả nhà. Ôi quá trời ruột luôn. Trời ơi trái này nhỏ nhỏ mà muối gì vậy? Rồi tính ra nay mua trái. Không, cái này giống như hai trái chú gì không chê được đâu. Không chê được đâu. Quá xinh xắn luôn, quá trời luôn. Lâu lâu chú ghé chú mua lần mà. Quá đã cả nha. 3.2 được không? Cái trái mua skin nó xứng đáng thì được. Bên hộp đó có mấy hộp? Có mấy hộp có à? 308. Cái này 3 nuôi skin này. 308. Nuôi skin này nha cả nhà. Nãy giờ khui hai trái ok hết á. Skin mua trái lại ghê. Rồi xong ba hộp cho cô chứ không chịu không. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của em. Hôm nay thứ hai đầu tuần ngày 5 tây tháng 8 năm 2024 như cô chú anh chị ghé lại quay chia sẻ của chú anh chị mình xem tại vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa nha, 415 các bạn 8 phường 13 quận 10 nha. Nay sầu riêng lên quá chừng luôn. Nay cô tiên nghỉ phép rồi, bà chủ qua sớm ở khu sầu riêng nè. Có Đạt với Lê Dũng đang soạn hàng. Tôi đi du lịch rồi. Bởi vì nó làm chủ cả sướng lắm phải không? Mừng giết không biết nhân viên đi chơi. Hết đứa này nghỉ phép tới đi kia nghỉ phép. Đúng lắm. Thấy không? Ai làm chủ thì sướng lắm á. Tối ngày về đếm tiền không à? Đếm hả? Đang cùi sầu riêng ri 6 cho anh trai này chắc hơn cái vậy. Không xíu được anh trai. Chỉ mốt mấy chục. 353 đi anh trai. Này giá sầu riêng có thay đổi gì không bà chủ? Thay đổi. Giá sầu riêng vẫn như vậy nha, không có gì thay đổi nha cô chú anh chị. Có giá sầu riêng thái chắc là không có thay đổi. Lên này xuống. Xuống hả? À. Hôm nay qua tuần rồi, qua tuần gì nữa? Hôm nay đầu tuần mà. Rồi đợi. Đợi tới tuần nữa hả? Nay có đi 6 101 kg. Giá ruột 301, sầu thái 103, giá ruột 306. Hình như mới thấy lên mấy trái sầu ri 6 miền Tây phải này cả nhà. Đây ri 6 miền Tây trong đây nó còn xanh, nó chưa chín này, chắc 3 bữa 4 bữa nó mới chín. Nay có lên cua không Đạt? Nay hả? Không, hôm nay hôm bữa về quê tới nay có lên chuyến nào không? Hôm bữa về quê tới nay có lên chuyến cua nào không? Chưa. Chưa hả? Này sầu riêng này chín nhiều lắm nha, này ri 6 với lại thái chín quá chừng luôn. Đây. Trưa nắng quá, ba bữa rồi ngày nào cũng mưa, hôm nay là trời nắng nè, không biết chiều tối có mưa không nha cô chú chị. Đây. Quá trời nắng luôn. 11 giờ mấy 12 giờ rồi. Trời nắng như đổ lửa. Quán này cái dựa này mai mốt chắc là dựa sầu riêng hot nhất này qua hot boy 6 muối
ở chừng sọn sầu riêng không à, đã đây hết bo đạt. Đây Dũng nữa nè, chừng sọn sầu riêng. Vâng. Làm gì tháng được nhiêu? Tháng cái tóc đâu có tiền, đi kiếm tương tác thôi. Mình có cần mở lên thôi, tự kêu cái kinh tế tóc của mình bấm quay thôi. Lâu đâu mình quay trước rồi mình mới về mình đăng lên chứ. Rồi mình lưu rồi. Chứ không phải like quay rồi đăng chứ không phải like. Làm đi dễ mà, quay chừng 20 phút gì đó. Công việc hàng ngày của mình hay cuộc sống hàng ngày á, lên nó đăng lên là có tương tác. Kiếm bạn bè tương tác trước thôi. Tạo giờ phải tạo cái tài khoản kia đã. Có chứ. À có hả? Có chứ. Mà chưa có có tài khoản nào chưa được không? Mua cái cây về á làm cái một về bãi. Nhưng mà nó muốn ngọt đó. Cái này là sầu riêng cho mình luôn hay gì, thời gian nó anh ngủ. Này sầu riêng. Sầu riêng nào. Khánh Sơn ở đâu? Năm sáng cái vậy xuất bị nước mặt cái đi ăn sáng cà phê vô làm tiếp. Hai tháng mới lạ. Tức đêm mà được hai tháng mới ghê. Miền Tây được có cái màu vàng nó thôi chứ ai làm gì béo bằng này. Câu để lên. Rồi với dòng thức đêm khó chịu lắm mà. 21 rồi lấy đi. Tại ăn còn đêm miền Tây cũng ngon. Miền Tây nó có mùa lâu rồi. Ai mà có một mùa. Cái miền Tây mà chưa chín. Phải 2-3 ngày. Có một ngày đó ăn ngon lắm. Chỉ có mùa miền Tây nó mùa Tây. Đúng ra này hay thôi. Ở quán này vô ráng chút nó dù lắm chén này luôn, chén này hơi dục hả? Nè. Dục quá. Chú thử vô cái này. Chú thử ok có mối không sao. Tình còn có cái sao luôn đó. Cũng tình sao lại con. Cũng tình còn mới nói chứ. Cũng tình gan hoài. Ghé đây chắc mấy lần rồi. Nhiều luôn, nghe mấy lần. Bón biết bao nhiêu à. Đúng bao nhiêu. Bón biết bao nhiêu mà không phải có ai cái vợ nhất vậy. Tại vì nghiện sầu riêng tốn tiền. Bả đòi ăn thôi chứ tôi đi tiểu đường đi đâu có ăn gì. Vợ chú thích ăn. Bả thì thích ăn. Bả ăn ghê. Tại vì nghiện luôn rồi. Bây giờ nó muốn thành nó đầy rồi. Dạ nó nhỏ à. Chưa chín hả? Có chín hay ra. Qua nay cũng mấy trái hả? Để chúng mình quay mình quảng cáo giới thiệu rồi lên cho cô chú anh chị biết có mua skin. Hôm qua có khui không? Nay mới lên. Hôm qua có trái ngon trái dở. Dạ. Dễ giờ con biết. Mua skin nó mắc hơn cái này gấp đôi mà.
Nay có mua skin nha cô chú anh chị, giá vẫn như cũ nha, giá trái 220.000 một ký. Nay có mua skin này, không có nhiều. Mùa này mua skin lên ít ít, không có nhiều. Rồi cân đi, trái này chắc cần tầm gần 2 ký à. Ký 8, ký 7 gì à. Cân nha. Ồ, 2 ký 1 luôn. Cần da luôn, lấy xuống luôn nha. 469. 469, 2 ký 1. Ngon nha. 220 ký nha cô chú anh chị, khui mua skin nè. 201 ký à. Skin 101 này 220. Mua skin 101. Gấp. Mua skin 202. 101 à. Nhấn nhái. Gấp đôi luôn. 101 à. Mua skin bán 101 à. Cái này mua skin Mã Lai nha chứ không phải mua skin Việt Nam chứ. Không phải đâu, mua skin 101 à. Con cua nó ngon. Không có nấu con 101 hay 202 vậy. Quá quá ngon rồi giờ sao. Hôm bữa mua skin Việt Nam Vũ bán có 9 chục à. Này mua skin Mã Lai mà Vũ bán 220. Chú ăn thử. Đây là chú mua tiền mà mấy cái trái mà nó ngon nhất giữa con không luôn á. Con quà. Con kém quá. Con kém quá hả? Con kém xinh đáng hả? Hai ba khách luôn kìa. Cho nó mỏng quá hả? Nó giỏ hả? Nó thấy hồn luôn hả? Bữa giờ chú mua thủ yên này lần nào chưa? Nó không bằng ở bên mốt mấy ông à, mấy ông kỹ sư mấy ông lai tạo thêm này giống mới Mã Lai lấy về trồng à, mình trồng nó ở đây từ từ lai quá trời cơm luôn. Trái này 469.000 nha cả nhà. Ôi quá trời ruột luôn. Không nhiều rồi. Đạt ơi, con giáo được quá Đạt ơi. Trời ơi, trái này nhỏ nhỏ mà muối gì vậy? Nó nói rồi còn siêu. Trời ơi, tính ra nay mua trái ngon á, cân cân nhiêu bà chú? 8 lạng hơn bà chú. 8 lạng 9, 9 lạng. Ôi, giác giác cơm để chút hỏi. Giác cơm. Có tiền giả à? Trời ơi, chú mua đứa nhỏ tiền. Tới qua đã. Mua chị gái. Cái này hả? Dạ. 5 năm mấy? 505 cộng 469 302 chị gái gần triệu 974.000. Có hộp nào vàng nhất là mua skin ngày chú mà hộp nhiều nhất đó chú. Tính nhờ cái trái đó có 400 mấy mà thu gần 9 lạng cơm là nhiêu tiền ta, 9 lạng cơm là 700.000 rồi, hơn 700 luôn. Ồ cơm này ngon gì chị ơi, thử đi. Đặt nửa sức. Thử đi, ông thử rồi, ông lái về, chê rồi sao? Không, trái này giống như ai trái chú vậy, không chê được đâu. Không chê được đâu. Quá xuất sắc luôn, quá trời ngon. Sầu riêng là thấy ngon. Lâu lâu chú ghé chú mua một lần mà. Quá đã cả nhà. 3.2 được hơn. Cái trái mua skin nó xứng đáng thì chứ. 3.2 cái gì? Vừa đã ngon nè, trái xù. Mua skin có trái ngon trái dở hả? Mẹ bà chủ nó. Đúng rồi, bóc đại đi. Đừng để tao bóc nữa. Bình thường Đạt mặc áo không mà thấy hai cái tay xăm không mà nay ở trần là bít lưng luôn nha cả nhà. Bít lưng bít ngực luôn. Nó chỉ còn có cái cổ của nó là nó chưa có xăm thôi. Với lại hai cái chân của nó. Dạ dẻo. Tương lai là nó tính là bít hết luôn. Con có ngày nào được mặc đâu. Ốm hơn nữa hả? Chắc lúc này con thiếu ăn á. Làm quá lo kiếm tiền nữa con, làm giàu chưa? Muốn bữa canh gà chưa? Chưa. Lo kiếm tiền. Biết chừng nào? Sao kỳ á? Nó mượn dao ấy. Ủa cô đi taxi hả? Chút hút chân không cho cô để lên xe có mùi. Ủa đã. Chính chưa rồi cô đi nè. 280. Coi coi 284. 284 chút như cô. Rồi giữ thợ con. Lá không? Không có. Chưa. Hẹn lại chiều đi. Nghe không? Trái này ra liền à. Trái kia không. Cô ăn nhiều mà trái này hơi mềm. Cô thử con ra được
Cái này chín cây hay gì á, nó thơm dữ ta. Hơi mềm. Cái kia lấy con giống như hai cháu hồi của thầy để lại đi con. Để lại đi ha. Mềm mất ăn. Cái giấy này con. Ai ăn mềm thì ăn ok. Cái này nó mềm. Cái này mềm quá. Mà nó ngọt béo không con? Ngọt béo ha. Nó mềm hơn. Này nó hơi chín. Trái của em gái nãy cỡ đó ngon. Cũng vô trong ngồi làm công chuyện rồi. Giống vô trong ngồi làm công chuyện. Nãy cô trái mua skin thì chú đó đã quá, 400, 407. Cô mua mua skin nữa hả? Cô hỏi mua skin còn không cơ? Chín lạng cơm, 850 ký ruột, chắc bà chủ hạ giá ruột đúng không? Ngon lắm, nãy khu trái kia của chú kia ngon. Trái này nhiêu đây? Còn không có 3 trái nhỏ được không? 64 để con vui nhẹ coi nó hiểu không, nó đã ra nó được không? Nói Dũng lễ đó kìa phải không? Có chừng gai nó đâm mà chảy máu nhất lắm đó con. Đừng có đụng vô cái gai nó đâm đó. Con vô hai hộp cho con ha. Tính này đạt ơi. Tính không? Bùng không? Không bùng rồi. Xong cho con hút này trước đây, nó hợp đó xong hút tiếp luôn. Cô mua 3 trái nha, nha. Cái mua sạc kinh nữa. Mày béo không nổi. Béo. Nó vừa chín tới rồi nha cả nhà. Đầy quá rồi, còn hồng nữa thì sao? Mấy hộp nhỏ không? Nó đầy quá, nó cho đi thẳng đó. Còn rồi xong. Một cái đi. Ba trái đi, giờ tới mua skin.
cho muối ri nhỏ bù cho cô. Bên hộp đó có không? Có mấy hộp có à? 380. Cái này ba hu skin này 380 nha cả nhà. 384 380. Để coi coi ok không, coi chừng rớt hộp. Tiếp tục mu skin. Cộng 640. Skin này nha cả nhà. Nãy giờ khui hai trái ok hết á. Mấy con nó đậu mà đuổi. Nè trái ra tròn quá ha. Á trời cơm luôn. Skin mua trái lại ghê. Rồi xong ba hộp cho cô chứ hút chứ không ok. Vô hộp vô thấy ngon mới được chứ dở không ta tiền. Đặt lửa đi Đạt, để bắt cua cho Đạt. Ăn thái hay ăn ri? Đạt. Giống cái trong cái chào thử đi em. Cái chào thử đi hả? Bỏ đống đống vô mà ra. Rồi lấy một cái nữa kìa, 5 cái kìa. 1.340.000. Khách đang chờ vô mua sầu riêng để bà chủ lựa cho anh trai này 5 trái, xong rồi cho chị gái 1 trái. Cha nó chuyển rồi hay gì nghe nó đọc rồi đó. Được rồi kiểm tra. Kiểm tra lại đi. Cũng chín tiền vậy chị gái. Đúng rồi. Ồ dẻo đó. Ráo dẻo quá.
gì à? Ai biết, trời đứng thuốc ngoài. Hỏi nó lại coi. Nè bà chủ quên giá luôn rồi Dũng ơi. Tại lộn lộn cái vụ kia kìa, thăm quay mà cứ hỏi quay cho tụi mình. Thăm nào chị? Đây nè. 320. Có ăn đâu trời. Ủa chứ mua mà không ăn biếu hả? Trời ơi, lấy lòng dữ quá. Có hộp thái ngon quá trời kìa, thái thử không? Cái gì? Ta thích hàng Việt Nam. Được không? Nó thích hàng Việt Nam, không thích hàng Thái. Hàng Việt Nam chất lượng cao. À này mua để nguyên hả? Bà cũng muốn lựa trái ngon lắm đó. Trái giống như cơm giống như hồi nãy là ngon. Này biếu ship đó nha. Tương lai quyết định nhờ trong tay chị đó. áp lực quá. Giờ miếng ship mua skin đi. Mua luôn được không? Thôi gì phải dặn người ta khi nào nó thơm rồi khui chứ để. Đúng rồi, có ăn liền không mà chỗ để biết. Ăn liền á, vậy dặn người ta ăn liền á. Quá trời nặng rồi hả? Có cần người chở phụ vậy không? Có 3-4 kg thanh long. Cái này không khui hai trái luôn. Sao ký đúng luôn, lựa hay vậy trời. Tổng hết nhiêu kìa. Chưa được chịu thiếu 20 nó được chịu. Rồi giờ chở về 20 ngàn luôn, chuyển chịu Dũng ra cũng chở về phụ vậy. Ở đâu lận? Lê Quý Đô quận 3 đây gần đây mà. Mấy chị chở anh em cầm cho. Rồi ơi, 20 ngàn tiền xăng luôn. Ây da, ây da. Dũng rồi, Dũng có ship không? Dũng rồi. Mời ăn mua sầu thái mà không mua rồi, nó đi ngủ luôn rồi. Thôi để em chở. Được không vậy? Đâu mấy trái rồi? Em còn đâu mấy? Ngoài kia nặng lắm kìa. Ngoài kia đâu 5 kg thanh long. Ngoài kia đã đi nghe rồi. 5 kg thanh long. Cột bánh sao á? Cột bánh sao kìa, cái cây bánh sao kìa. Tiên sao á? Cua gì đây bà chủ? 2 kg thái, 1 kg đi. 2 kg thái, 1 kg đi. Giá không? Mềm. Giá không? Mềm không được. Cua 2 trái đó. Hãy
dữ quá. Nắng. Nắng thì nắng cũng ghê lắm. Gì vậy? Gai đâm rồi hả? Về chân máu không? Ủa cái cốp xe đó nó cũng to lắm rồi ta. Rồi, lọt. Rồi. Cắt luôn. Tôi chỉ chạy chạy chứ chạy cứ chuyến xe của hành trình của cuộc đời thôi chứ không chạy này không chạy. Chú ba lựa để coi anh này có mua skin không này. Anh này anh đi mua giùm, anh đang báo anh đi mua giùm, anh đang hỏi ý kiến của 4,4 mua skin 4,4. Anh chốt cái mua skin này cả nhà. Không, mình mới quảng cáo rồi, mua skin anh mua skin này. Vua sầu riêng mày, anh có mua sầu riêng nào nữa không anh, hay là ăn trái này thôi à? Ok này nó chín vừa tới ráo quá đã. Mua giùm ăn thử không, ăn thử đi coi có ngọt béo. Đúng rồi, đi kiểm tra chất lượng. Mua giùm cho ship ha. Ngon ngọt mấy không? Ok ha. Đó, trái này nhỏ lắm, mua thêm trái nữa mua. Mua skin là khỏi chê, nay lâu này ngon nè. Mấy bữa trước xui đem giấu không? Xui công khai. Cơm. Ngày cơm vàng. Này số lượng có hạn thôi nha, cô chú anh chị bà chủ lên có mấy chục trái à. Nên đâu kiếm được một lô mua skin ngon. Cái lô này thật ra là lấy của cái anh này 100 kg. À. Nhưng mà ổng xe ổng chưa có đi về bắt được, nhưng mà anh ơi dẫn lên nó lẽ được. Ổng cancel, ổng hẹn lại. Ổng hẹn lại thì tập ổng dẫn vào năm đây. Mà nữa ổng bây giờ không có thì ổng phải chịu, tại vì không có ai đi xa đó, không có đứa nào đâu. Đâu mẹ con ta có thờ dễ sợ. Vậy? Chị má? Ôi, hôm nay đi ráp rồi. Rồi sao gì Dũng chọc em Linh quá, ý anh Linh, em Linh trốn rồi Dũng. Có lấy thêm gì không anh? Rồi một cái mua skin thôi. Có ai đưa má đi để má khỏi đặt giá kìa. Chết thiệt chứ. Thôi để tao đặt giá cho một mấy ngàn thôi. Để cho tao đi.